buổi sáng tất cả mọi người. Thì trời rất là đẹp, một ngày chủ nhật cũng là ngày Father's Day. Mình Trâm đang đứng trước ngôi chùa Bát Nhã để đến viếng thăm người bác của Ngọc Trung Tiên, đó là cha của Thị Như Quỳnh đang ở đây. Hôm nay Melody vô tới thăm ông ngoại nè. Thấy chưa? À, Happy Father Day, Happy Ren ông ngoại. À, cầu nguyện cho gia đình ai cũng khỏe mạnh vui vẻ. Sống nhau với Melody học giỏi quá luôn. Giỏi nè. Cầu lễ có ngày cho con nè. Đó. Chị Trâm nè, thấy không, nay gặp lễ chị Trâm đó, với lại đủ không? À, đủ mọi người. Sao Happy Birthday Day của ba ông, ba con nói gì chưa? Dạ, con nói rồi. Nói sao? Happy Father Day. Thương ba nhiều ha.